Đấy, giờ mở cho em cái nọ mở màu giữ mở có những cái bằng. Đây là một bộ cạo khô kem mây mẫu mới 2026, đó là bao gồm một máy và một lưỡi thay thế. Đây, máy nó có hiển thị đèn led. Mẫu này mẫu mới nha các bạn, bóng ấm giữ này. Bấm giữ vài giây, nếu mà các bạn nào nhận được thì các bạn nên nhấn giữ 1 đến 2 giây gì đấy nó sẽ ra. Mà sao lại có một cái như này, nó cái gì? Cả lưỡi cạo này. Có một cái lưỡi cạo hỗ trợ các bạn nhé. Một lưỡi thay thế.